Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay tôi xin được phép chia sẻ về một cái chủ đề, đó là ba điều quan trọng trong đời sống của người theo Chúa. Xin quý vị chúng ta mở ra cùng với tôi ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 13. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 13. Xin mời quý vị cùng nhau mở ra và đọc chung với tôi. Câu thánh này rất là ngắn và cũng rất là quen thuộc với đại đa số con cái Chúa là những người đã tin Chúa lâu năm. Rồi chúng ta cùng nhau đọc nha. 2, 3. Nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Những điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Lời của Chúa đã đặt là có ba điều. Thứ nhất đó là đức tin, thứ hai đó là sự trông cậy, và thứ ba là tình yêu thương. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ dành thời gian này để chúng ta nói về tầm quan trọng của ba điều này trong đời sống của người theo Chúa. Cuộc đời của mỗi chúng ta ở trên đất này là một cuộc hành trình hướng về cõi đời đời. Dù chúng ta muốn hay là không muốn thì mỗi người chúng ta cũng đang đi vào cõi đời đời. Và trong cõi đời đời thì có hai nơi mà con người phải đến. Nơi thứ nhất đó là thiên đàng. Thiên đàng là nơi của sự sống ở đời, nơi mà Đức Chúa Trời Ngài đang hiện diện. Nơi đó dành cho những ai tin nơi Chúa Giêsu Christ và để cho Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời của họ. Linh hồn người đó sẽ được vào thiên đàng sau khi mà người đó được kết thúc cuộc sống ở trên đất này. Tôi và chúng ta đã được đăng ký hộ khẩu thuộc linh ở trong thiên đàng rồi. Amen, bởi vì chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa. Và nơi thứ hai ở trong cõi đời đó là địa ngục. Đây chính là nơi của sự chết đời đời, là nơi mà Đức Chúa Trời Ngài đã dành sẵn cho quỷ sứ và những người theo phục vụ ma quỷ. Và cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi trên đất này. Nó chỉ là tạm bợ mà thôi. Chết không phải là hết, nhưng mà chết là một sự bắt đầu cho cõi đời sau. Vậy thì Kinh Thánh cho chúng ta thấy được có một sự hy vọng, có một cái lối thoát cho mỗi con người chúng ta trên đất này, để chúng ta tránh được khỏi âm phủ và địa ngục đời đời. Đó chính là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm của Chúa đời sống của chúng ta. Lời của Chúa nói rằng là bây giờ chỉ còn có ba điều này thôi: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Điều đầu tiên tôi xin chia sẻ ở đây đó là đức tin. Người ta thường hay nói rằng là tin bọm thì mất bò, tin bạn thì mất vợ. Tôi hỏi quý vị rằng là nếu tin lộn thần thì quý vị sẽ mất điều gì? Mất linh hồn, đúng không ạ? Hay là nói khác hơn là chúng ta mất chính sự sống ở trong linh hồn của chúng ta. Ngày hôm nay có rất là nhiều tôn giáo, có rất là nhiều cái triết thuyết của con người xây dựng nên để an ủi, để khích lệ, cũng như là để trấn an tinh thần của những người tội nhân ở trong thế gian này, rằng là mình phải làm lành lánh dữ, mình phải tu thân tích đức, ăn hiền ở lành, đạo nào cũng như đạo nào hết, đạo nào cũng dẫn lên thiên đàng cả. Thưa quý bà chị em, đứng ở trên lời của Chúa, tôi xin nói quý vị rằng là không thể nào chúng ta được cứu qua tôn giáo được. Nhưng mà chúng ta chỉ được cứu qua Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài chính là con đường duy nhất để dẫn tôi và chúng ta về thiên đàng mà thôi. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 14 câu thứ 6 thì Chúa Giêsu Ngài nói rằng là ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng với Cha. Chúa Giêsu Ngài nói rằng là ta chính là con đường. Và nếu không bởi ta thì không ai được đến cùng với Cha. Chúa Giêsu Ngài đang hàm ý với con người chúng ta rằng là Ngài chính là con đường duy nhất để dẫn tôi và chúng ta đến với Cha trên trời. Tôn giáo không thể cứu được chúng ta. Và Chúa Giêsu ngày xuống thế gian này cách đây hơn 2000 năm về trước không phải để lập ra một tôn giáo để cho con người chúng ta tin theo, nhưng mà Ngài đến thế gian này để con người chúng ta có được một mối liên hệ thân mật với chính Ngài là Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta. Ngài tuy được gọi là con Đức Chúa Trời, nhưng mà chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Bởi vì nếu Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời thì Ngài cũng không thể cứu con người chúng ta được. Bởi vì ngay cả thiên sứ trên trời cũng không thể cứu chúng ta. Chỉ có duy một nhất một mình Đức Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài có thể cứu được chúng ta mà thôi. Cho nên đây là một tin tức tốt lành mà cứ mỗi dịp Giáng sinh về thì nơi nơi ở trên thế giới này đều vui mừng, hớn hở chào đón sự kiện Chúa Giêsu ngày xuống thế gian này để làm người chết thay cho chúng ta. Chúng ta đang ở trong mùa vọng. Các hội thánh truyền thống thì họ nói rằng là mùa vọng á chính là mùa của sự hy vọng, mùa của sự mong đợi, mùa của một cái sự hướng về một sự kiện của Chúa Giêsu Ngài đã giáng sinh trong tình yêu của Ngài để tìm và cứu tôi và chúng ta. Đây là mùa của sự hy vọng, mùa của sự yêu thương, mùa của sự khích lệ. Và mọi người ở khắp mọi nơi
mọi thứ tiếng, mọi tôn giáo cũng đều vui mừng với chúng ta trong cái sự kiện này. Quý vị thấy lạ không ạ? Người Hồi giáo cũng vui về Noel, người Phật giáo cũng vui ở trong ngày Noel. Mọi tôn giáo đều vui mừng cả. Trong đêm 24 tháng 12 họ đều túa nhau ra đường để mà chào mừng sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Tại sao vậy? Có thể là những người đó họ không biết, nhưng mà Chúa cài đặt ở trong lương tâm con người chúng ta có một sự nhận biết rằng là chính Chúa Giêsu Christ là đấng cụ thể đã xuống thế làm người cứu chúng ta. Có thể chúng ta vui mừng cùng với mọi người khác vì cái sự kiện này. Có thể chúng ta chưa nhận biết Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống của chúng ta. Giống như một người chưa biết Đức Chúa Trời là ai, nhưng mà họ vẫn mở miệng ra, họ kêu trời hoài. Họ không biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Thì cũng vậy, ở trong đêm Giáng sinh có rất là nhiều người họ đã túa nhau ra đường để cùng vui với con cái Chúa trong sự kiện này, nhưng mà bản thân họ chưa nhận biết Chúa. Và chúng ta nhân cái cơ hội này để chúng ta làm chứng về Chúa Giêsu Christ cho những người bạn của chúng ta, để cho họ cũng được kinh nghiệm Chúa của thiên đàng được Giáng sinh ở trong lòng của cá nhân họ. Thưa quý vị, Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chúa Giêsu Ngài chính là đấng duy nhất ở trong cõi vũ trụ này được ban cho con người chúng ta để chúng ta nhờ danh của Chúa mà được cứu. Và ở trong Roma đoạn thứ 10 câu 9 cho đến câu 10 thì lời của Chúa nói rằng là: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Chúa Giêsu Ngài cho chúng ta có một hy vọng, có một sự cứu rỗi trong ơn của Chúa, đó là lòng chúng ta tin, miệng chúng ta xưng nhận ra Ngài chính là Chúa làm chủ đời sống của chúng ta, lúc đó chúng ta sẽ được cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Đấy là điều quan trọng đầu tiên cho một người muốn được vào thiên đàng. Và là một người tin Chúa, chúng ta được bắt đầu với hạt giống đức tin này. Có thể lúc bắt đầu chúng ta tin Chúa, đức tin của chúng ta như hạt cải, nhưng mỗi ngày thay Chúa, hạt cải đó bắt đầu lớn lên, bắt đầu được nảy mầm và được phát triển trở thành một cái cây mà Kinh Thánh nói rằng là nó là cái cây cổ thụ khiến cho nhiều loài chim trời đến và làm ổ trên đó. Tôi hỏi quý vị rằng là ngày hôm nay Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống của quý vị? Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại hay là một Đức Chúa Trời nhỏ bé à? Ngài vĩ đại thế nào à? Ngài có phải là đấng chữa lành cho quý vị không? Ngài có phải là đấng ban ơn tiếp trợ cho tài chánh quý vị không? Ngài có phải là đấng ban phước cho hôn nhân, cho gia đình, cho hậu tự con cái quý vị không? Ngài có phải là đấng làm phép lạ trong đời sống của quý vị mỗi khi quý vị gặp nan đề mà không có thể giải quyết được không? Dạ, nếu câu trả lời quý vị là có, thôi xin chúc mừng quý vị, bởi vì quý vị là những người có đức tin lớn. Và nhờ đức tin mà chúng ta trở nên một người ăn gia tài trong thuộc linh. Dạ, cảm ơn Chúa. Không có một phước hạnh nào lớn hơn cho bằng, đó là chúng ta được gặp gỡ Chúa Giêsu Christ và đặt đức tin nơi Chúa Giêsu của chúng ta. Đức tin là một điều rất quan trọng cho đời sống con người chúng ta, vì đức tin sẽ quyết định phương hướng và mục đích sống của con người chúng ta. Người sống không có niềm tin hay là đức tin thì giống như là một chiếc xe chạy trên đường mà không có mục đích, chạy mãi mà không biết mình đi về đâu. Nếu quý vị là một hành khách, quý vị muốn bắt xe đi về quê của quý vị, và khi quý vị bước lên một cái xe mà hỏi người tài xế rằng là cái xe này có phải chạy về Cà Mau quê của tôi không, cái người tài xế này trả lời rằng là: dạ, tôi xin lỗi anh, tôi không biết là bây giờ tôi đang đi về đâu nữa. Quý vị sẽ phản ứng thế nào trước lời trả lời của cái người tài xế đó? Thôi, xin lỗi anh nha, rồi tôi muốn xuống xe. Tôi không bao giờ tôi muốn là ở trên cái xe mà cái người tài xế không biết lái về đâu hết, hoặc là chạy cho đến khi hết xăng thì thôi. Quý vị ơi, cuộc đời của chúng ta đôi khi chúng ta chọn nhầm xe, đó là chúng ta chọn nhầm những tôn giáo, chúng ta chọn nhầm thần mà chúng ta tin. Có nhiều người họ đi chùa, đi thầy, đi bà, họ xin bùa, họ xin ngải, họ xin lộc, cốt là để cho đời sống của mình được bình an và được thới thành. Nhưng mà họ không ngờ rằng thần mà họ đang tin đó lại là ác thần chứ không phải là thiện thần. Họ đã chọn phải những thần Phật, những cái đấng không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Nhưng quý vị ơi, Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là nhờ Chúa Giêsu Christ mà tội lỗi chúng ta được tha thứ, linh hồn của chúng ta được cứu chuộc và bệnh tật của chúng ta được Chúa chữa lành. Đời sống của chúng ta được buông tha, được giải cứu ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và hư mất. Cảm ơn Chúa. Thật sự không có phước hạnh nào lớn hơn cho bằng, đó là chúng ta được Chúa Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta và chúng ta được trở thành con cái của Chúa ở trong ơn của Ngài.
Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 12, lời của Chúa nói rằng là Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài là sự sáng của thế gian, và người nào theo Ngài, tin với Ngài thì người đó sẽ không đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Cảm ơn Chúa, tôi và chúng ta có ánh sáng của sự sống. Chúng ta không còn ở trong bóng tối của sự chết nữa, nhưng bây giờ sự sáng, sự sống của Chúa Giêsu Christ đã chiếu rọi cuộc đời của tôi và chúng ta. Đó là lý do tại sao mà chúng ta vui mừng chào đón sự kiện Chúa Giêsu Ngài Giáng sinh ở trên thế gian này. Cho dù có một số người họ không đồng ý với Hội Thánh Tin Lành rằng là chúng ta tổ chức chương trình Giáng sinh, chương trình Noel vào mỗi tháng 12 của mỗi năm, bởi vì họ cho rằng là ngày 24 tháng 12 không phải là thật sự cái ngày mà Chúa Giêsu ngày đến thế gian này. Bởi vì cái ngày mà Chúa Giêsu đến thế gian này nó không phải là ngày mùa đông, nhưng mà đó là ngày mùa xuân hoặc là ngày mùa thu gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi chúng ta tổ chức cái chương trình Giáng sinh thì không có nghĩa rằng là chúng ta chọn đúng cái ngày đó để chúng ta làm theo cái kiểu truyền thống, nhưng mà chúng ta chỉ nhân cái cơ hội đó, nhân cái dịp đó để chúng ta truyền giáo, chúng ta truyền giảng Tin Lành cho những người hư mất để họ được biết về Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta tổ chức sinh nhật cho cá nhân chúng ta được mà chúng ta lại không tổ chức sinh nhật cho Chúa Giêsu được ạ? Quý vị thấy không ạ? Thật sự đó là một điều bất công nếu chúng ta bỏ qua cái lễ Giáng sinh ở trong truyền thống của chúng ta. Có thể là bởi vì ai đó họ nói rằng là đó không phải là cái ngày chính xác. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu không đúng ngày đi chăng nữa thì cái động cơ chúng ta tổ chức đó là để chúng ta tưởng nhớ đến sự kiện mà Chúa Giêsu ngày Giáng sinh. Và thứ hai nữa là chúng ta truyền bá Tin Lành của Chúa cho những người hư mất xung quanh của chúng ta. Điều đó vẫn là tốt lành ở trước mặt Chúa. Amen không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi Chúa Giêsu Ngài lại nói ở trong Giăng đoạn 15, xin lỗi, đoạn 11 câu 25 rằng: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Đây lại là một cái sự hy vọng khác cho chúng ta là những người có lòng tin nơi Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu Ngài chính là đấng làm cho sống lại và Ngài là đấng ban sự sống. Ai tin nơi Chúa thì sẽ sống. Cảm ơn Chúa. Tôi quý vị có đang sống không? Đang sống đúng không ạ? Những người ở ngoài thế gian không có Chúa, họ vẫn đang hít thở không khí, họ vẫn đang sống, họ vẫn đang hoạt động, vẫn đang đi làm bình thường mà chúng ta thấy bằng mắt. Nhưng mà thật ra trong lòng của họ, quý vị ơi, Kinh Thánh nói rằng là họ đã xa cách sự sống của Chúa. Hay nói cách hơn đó là họ không có sự sống của Chúa và họ đang chết ở trong tâm linh của họ và họ không biết. Nhưng những ai tin nơi Chúa Giêsu Christ thì Chúa Ngài nói rằng là họ sẽ sống. Thậm chí là đã chết rồi ở trong thân thể xác thịt này thì linh hồn của họ vẫn cứ tiếp tục sống ở trong thiên đàng cùng với Chúa Giêsu. Wow, cảm ơn Chúa. Đây là một cái sự hiểu biết rất là quan trọng trong đời sống của tôi và chúng ta, để chúng ta có thể bước đi trong sự hy vọng, bước đi trong một sự một cái sự khích lệ trong tâm linh của chúng ta rằng chết không phải là hết, nhưng mà chết là một sự khởi đầu ở trong một đời sống mới với Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta cũng sẽ có cơ hội để chúng ta gặp lại những người thân yêu của chúng ta đã tin Chúa mà họ qua đời. Bởi vì chúng ta biết rằng là sự chết chỉ là một giấc ngủ, đó chỉ là một cái sự tạm thời chia ly. Và sau khi Chúa Giêsu Christ Ngài tái lâm, Ngài trở lại đón chúng ta về thiên đàng thì chúng ta sẽ lại được gặp những người thân yêu của chúng ta trên thiên đàng. Đây thật sự là một cái tin rất là tốt lành cho tôi và chúng ta. Amen. Như tôi có nói với Hội Thánh rằng là nếu ai chúng ta được sinh ra hai lần thì chúng ta sẽ chỉ chết một lần mà thôi. Nhưng mà nếu mà ai sinh ra có một lần thì sẽ phải chết tới hai lần. Quý vị hiểu câu nói này không ạ? Đó là tôi được sinh ra bởi cha mẹ phần xác của tôi trên đất này, và sau khi tôi tin Chúa, tôi được tái sanh bởi thánh linh của Chúa, tức là tôi được sinh lại lần thứ hai, thì tôi sẽ phải chết ở trong thân thể này một lần, nhưng mà sau đó tôi sẽ được sống ở trong thiên đàng đời đời với Chúa Giêsu, không phải trải qua sự chết của địa ngục. Những người nào chỉ được sinh ra bởi cha mẹ về phần xác mà không được kinh nghiệm sự tái sanh của Chúa Thánh Linh qua việc tiếp nhận Chúa Giêsu Christ thì người đó sẽ phải chết phần xác mà phải chết luôn cả phần hồn ở trong cõi đời đời của âm phủ. Và đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị, và cũng như là cho những ai chúng ta đang theo dõi chương trình này từ xa, chúng ta cũng sẽ có một sự quyết định để tái dâng hiến cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêsu Christ, để Ngài làm Chúa, làm chủ và ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Thật sự chúng ta không tin Chúa theo tôn giáo, theo hình thức bên ngoài của tôn giáo mà thôi, nhưng mà chúng ta tin Chúa với một sự xác quyết sâu xa bên trong lòng của chúng ta, được ở trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu Christ mỗi ngày. Bởi vì Chúa Giêsu chính là đấng mà chúng ta sẽ
phải sống đời đời với Ngài ở trong cõi đời vinh hiển. Cảm ơn Chúa. Và nếu mà chúng ta sống có niềm tin vào trong những điều tốt lành và đúng đắn của Kinh Thánh, thì niềm tin đó sẽ sản sinh ra một niềm hy vọng cháy bỏng ở trong chúng ta. Và niềm hy vọng cháy bỏng đó được gọi là sự trông cậy. Ở đây chúng ta sẽ nói về điều thứ hai của câu Kinh Thánh này, đó là sự trông cậy. Ở trong Kinh Thánh tiếng Anh á, tôi tra cứu cái từ sự trông cậy này, đó là cái từ expectation, là một cái sự trông mong, một cái sự mong đợi, một cái sự khát khao. Cái điều này nó lớn hơn cả cái sự hy vọng của quý vị. Đôi khi có một số bản dịch khác á, thì lại nói là sự hy vọng. Nhưng mà trong tiếng Anh, phân biệt với chúng ta cái sự hy vọng và sự trông cậy nó khác nhau hoàn toàn. Tuy về tính chất nó giống nhau, nhưng mà sự trông cậy nó cao hơn, hay là nó khát khao, nó cháy bỏng hơn là cái sự hy vọng. Tôi ví dụ, chẳng hạn ai đó mua một tờ vé số, họ mong rằng chiều 5 giờ chiều họ sẽ nhận được một kết quả trúng số. Tôi hỏi quý vị rằng đó là hy vọng hay là trông cậy ạ? Hy vọng, đúng không ạ? Tại vì nó có thể hên xui, nó có thể xảy ra hoặc là không xảy ra. Nếu không xảy ra thì cũng chẳng sao hết. Nhưng mà giả sử hai người yêu nhau và chuẩn bị tiến đến hôn nhân, họ mong rằng là họ sẽ có một hôn nhân hạnh phúc, họ sẽ có một mái nhà với hai quả tim vàng và có những đứa trẻ. Thì tôi hỏi quý vị rằng là điều đó là sự hy vọng hay là trông cậy ạ? Trông cậy. Dạ, chính xác là trông cậy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó là cả cuộc đời của họ được đặt ở trong đó. Đó là cả cái số phận của họ được đặt ở trong cái hôn nhân đó. Cho nên họ có một cái sự hy vọng với một cái sự cao độ mãnh liệt. Và ở đây Kinh Thánh dùng cái từ trông cậy để nói với chúng ta một điều rằng là cái điều mà chúng ta ước ao cháy bỏng nhất ở trong tấm lòng của chúng ta sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ, đó là chúng ta được sống đời đời với Chúa ở trong thiên đàng. Thưa quý bạn chị em, sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ thì cái điều quan trọng thứ hai để cho chúng ta có một cuộc đời viên mãn với Chúa, đó là chúng ta cần phải trông cậy ơn trên của Chúa. Hay không nói cách hơn, đó là chúng ta trông cậy rằng là sau khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ được sống đời đời với Chúa ở trong thiên đàng. Ở trong sách Phi Rơ thứ 2 đoạn 3 câu 13, vả theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Thưa quý bà chị em, điều mà tôi và chúng ta sau khi tiếp nhận Chúa Jesus Christ, tin cậy nơi Chúa và bước đi với Ngài, thì đó là chúng ta chờ đợi trời mới đất mới. Quý vị chờ đợi điều gì sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ à? Có người mong đợi rằng là mình sẽ trở thành tỷ phú, có người mong đợi rằng là mình sẽ có vợ đẹp con ngoan, sẽ có nhà cao cửa rộng, sẽ có sự giàu có, thành công thịnh vượng gì đó. Tôi amen với quý vị bởi vì điều đó đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà tôi khích lệ quý vị hãy nhìn vào lời của Chúa. Cái điều quan trọng nhất trong đời sống của một người tin Chúa, đó là chúng ta phải chờ đợi hay là trông mong trời mới đất mới. Đó chính là nơi mà tôi và chúng ta là sự công bình của Chúa ăn ở trong đó. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu thứ 19, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đức Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Lời của Chúa lại nói với chúng ta một điều rằng là nếu chúng ta chỉ trông cậy Chúa ở trong cuộc đời tạm bợ này mà thôi, thì trong tất cả mọi người chúng ta là người khốn nạn hơn hết, đúng không ạ? Kinh Thánh dùng cái từ rất là nặng, đó là chúng ta tệ lắm. Tại sao vậy? Tại vì người thế gian á, họ giàu hơn chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Họ giỏi hơn chúng ta rất là nhiều, họ khôn hơn chúng ta rất là nhiều, cái gì họ cũng nhất cả. Mà nếu chúng ta chỉ trông cậy nơi đời này mà thôi, không trông cậy đời sau đó, thì trong tất cả những người khôn ngoan, giàu có, nổi tiếng, những người trong thế gian như vậy, chúng ta chỉ là bé, chúng ta chỉ là thấp nhất mà thôi, khốn nạn lắm, đúng không? Theo Chúa, từ bỏ tất cả những cái danh lợi quyền, từ bỏ những cái thú vui vật chất, từ bỏ những cái tội lỗi khác, mà để chúng ta được cái bét như vậy thì chúng ta thật sự trong cái nhìn của thế gian chúng ta là khốn nạn, đúng không ạ? Nhưng cảm ơn Chúa, trong cái nhìn của lời Chúa, chúng ta có lời hứa của Chúa rằng là chúng ta sẽ được ở trong trời mới đất mới, tức là chúng ta sẽ được ở trong thiên đàng vinh hiển với Chúa Giêsu. Và nhờ cái lời hứa quý báu đó mà tôi và chúng ta sẵn sàng chấp nhận trả giá thay Chúa, từ bỏ những cái tội lỗi, từ bỏ những cái danh lợi quyền, từ bỏ những cái phù hoa phù phiếm ở trong thế gian này để làm đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta sẽ được hưởng tất cả mọi sự vinh hiển của thiên đàng sau khi chúng ta qua đời về với Chúa. Amen không ạ? Đây là một cái sự kiện chắc chắn, không phải là một cái sự
viển vông hoặc là một cái sự ảo tưởng, nhưng mà chúng ta đặt đức tin của chúng ta nơi lời của Chúa như vậy. Ngày hôm kia thì tôi đọc báo và thấy một cái tin như thế này. Đó là tại Nhật Bản, số người tự tử trong tháng 10 còn cao hơn số người tử vong vì Covid-19 trong cả năm 2020. Cụ thể, cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản báo cáo có 2.153 vụ tự tử trong tháng 10 vừa qua, so với 2.087 người tử vong vì Covid-19 trong cả năm 2020. Tôi đọc và tôi giật mình. Tại sao mà trong một tháng thôi có tới 2.001 người tự tử ở tại Nhật? Mà chúng ta biết rằng là Nhật Bản là một trong những quốc gia hàng top 10 thế giới về kinh tế. Ở Việt Nam của chúng ta có một số bộ phận muốn làm việc ở bên đó, rất khao khát để qua Nhật Bản để kiếm tiền. Đó là sự thật ở tại Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà báo thì lại rất là minh bạch về cái số liệu tự tử. Đó là cứ mỗi tháng có hơn 2.000 người tự tử thành công ở tại Nhật Bản, quý vị nghe. Báo dùng cái từ thành công tức là sao? Họ đã chết thực sự, chứ không phải là tìm cách uống thuốc rồi xong cái rồi sau đó ai đó phát hiện rồi cứu sống họ được. Tại sao trong một quốc gia giàu có, phát triển kinh tế như vậy mà họ vẫn tự tử? Đây là một cái câu hỏi rất lớn ở trong tâm trí của tôi khi mà tôi biết cái tin tức này. Quý vị ơi, khi mà tôi đọc Kinh Thánh, tôi thấy rằng là thật sự chúng ta là những người rất là được phước và bình an ở trong ơn của Chúa. Cho dù chúng ta không phải là những người giàu có, không phải là người có nhiều tiền nhiều bạc ở trong thế giới này, nhưng mà chúng ta có một cái điều mà ngay cả người giàu có nhất ở thế giới này không thể mua được bằng tiền. Đó là chúng ta có được sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ ban chúng ta. Vì cớ dịch Covid ảnh hưởng trên nhiều cái công việc làm ăn của nhiều người Nhật, cho nên nhiều người Nhật họ đã tìm đến tự tử. Khi họ thấy công việc bắt đầu bị sa sút, công ty bắt đầu rơi vào trong cảnh vỡ nợ và phá sản, thế là họ quyết định họ tự tử. Và báo nói rằng là không phải chỉ một người trong gia đình tự tử mà thôi, nhưng mà có gia đình ba đời cùng nhau tự tử, quý vị. Tức là từ ông rồi cha mẹ cho đến con cái cùng nhau uống thuốc tự tử, hoặc là cùng nhau treo cổ tự tử. Đây là một cái thông tin phải nói là rất là sốc khi mà tôi biết đến đó. Và cảm ơn Chúa, lời của Chúa buổi sáng nay nói với chúng ta rằng là khi tin nhận Chúa Jesus Christ thì tôi và chúng ta có một sự trông cậy sống mà Đức Chúa Trời Ngài đã dành sẵn chúng ta ở trong thiên đàng vinh hiển. Cho dù thế gian này đối với chúng ta một cánh cửa đã đóng lại, nhưng mà cánh cửa thiên đàng vẫn mở ra với tôi và chúng ta. Amen không ạ? Dạ, cảm ơn Chúa. Con người có thể bị thất bại, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta không bao giờ Ngài thất bại đâu, quý vị ơi. Chúng ta vẫn còn có một sự trông cậy sống, dù là khi chúng ta đi vào trong cái chỗ ngõ cụt thì chúng ta vẫn có sự trông cậy sống. Ở trong Châm ngôn đoạn 11 câu 28, lời của Chúa nói rằng là kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị siêu ngã, còn người công bình được xanh tươi như lá cây. Dạ, cảm ơn Chúa. Và một chỗ khác ở trong Châm ngôn đoạn 14 câu 32, lời của Chúa nói rằng là kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình, nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy dầu trong khi chết. Tôi sẽ nhắc lại nha. Kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy dầu trong khi chết. Tại sao? Khi chúng ta đến cái giờ phút cuối cùng cuộc đời của mình trên đất này, chúng ta vẫn có thể tin cậy được, vẫn có nơi nương cậy được. Đó là bởi vì chúng ta biết rằng có Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta không cô đơn, chúng ta không bị bỏ rơi bởi những người xung quanh của chúng ta, bởi hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, nhưng mà chúng ta luôn có một đấng ở cùng và bảo vệ chúng ta, sẵn sàng để tiếp nhận chúng ta sau khi chúng ta chút hơi thở cuối cùng ở trên đất này. Đó là Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Người thế gian này họ rất là lo sợ về sự sống, mạng sống của họ, bởi vì có tiền đối với họ là có tất cả. Nhưng đối với chúng ta là người theo Chúa, có Chúa mới là có tất cả. Tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy phát triển sự tin cậy của chúng ta đến mức độ ở tầm như thế này, quý vị ơi. Chúa phải là tất cả của đời sống của chúng ta. Tiền bạc không phải là tất cả. Tiền bạc cũng quan trọng, nhưng mà nó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất đó là có Chúa ở trong đời sống của tôi và chúng ta. Ngài là đấng ban bình an, là đấng ban giấc ngủ, là đấng ban chúng ta có sự vui vẻ, thả lòng trong cuộc sống, trong công việc cũng như là trong mọi sự khác nữa. Có Chúa thì cuộc đời của chúng ta sẽ được sắp đặt một cách trật tự trong ơn của Chúa. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 11, Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Chúa Ngài lại nói rằng là ý tưởng của ta đối cùng với các ngươi đó là ý tưởng bình an.
Cảm ơn Chúa. Trong lúc cuối cùng của chúng ta vẫn thấy rằng là Chúa tốt lành ở trong mọi sự. Có thể người thế gian họ thấy rằng ôi cuộc đời của mình như vậy là xong rồi, thôi kết thúc rồi, mọi sự đã thất bại rồi. Và đến cuối cùng thì họ thường hay tìm đến cái chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói rằng là trong lúc cuối cùng của người tin Chúa đó, thì người đó vẫn biết được rằng là ý tưởng của Chúa dành cho cuộc đời của họ là ý tưởng bình an, không phải tai họa. Đây là một sự mầu nhiệm ở trong lời của Chúa. Chúng ta không hiểu được, nhưng mà trong cái nhìn của Đức Chúa Trời thì mọi sự trên đất này được Chúa Ngài sắp đặt một cách rất là tốt lành cho đời sống của tôi và chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ ba đó là tình yêu thương. Và Phaolô nói rằng là điều quan trọng hơn hết trong ba điều này đó là tình yêu thương. Tôi tra cứu ở trong tiếng Hy Lạp á, thì đó là từ agape. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời, tình yêu mặc dầu của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh có ba loại tình yêu. Loại tình yêu thứ nhất đó là loại tình yêu agape. Tình yêu này đó là tình yêu mà Đức Chúa Trời Ngài đã yêu nhân loại chúng ta. Ngài đã sai con của Ngài thế gian này để tìm và cứu tôi và chúng ta. Đây là tình yêu mặc dầu của Đức Chúa Trời. Và loại tình yêu thứ hai đó là tình yêu phileo. Đây là tình yêu giữa con người bằng hữu với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa bạn bè với nhau, giữa con người với nhau, thì gọi là phileo. Nó có điều kiện. Ba mẹ tôi yêu tôi là bởi vì cớ họ sinh ra tôi, họ yêu tôi. Tôi yêu ba mẹ tôi bởi vì ba mẹ tôi trưởng dưỡng tôi, sinh thành ra tôi. Rồi tôi chơi với bạn là bởi vì cớ bạn tốt với tôi, bạn có cái gì đó hay và giúp ích cho tôi, cho nên là tôi mới chơi với bạn. Đó là cái con người với nhau, chúng ta có điều kiện. Và loại tình yêu thứ ba đó là tình yêu eros. Tình yêu này là tình yêu nhục dục của xác thịt giữa vợ chồng với nhau. Khi họ có mối quan hệ xác thịt với nhau thì tình yêu này được nảy sinh. Và eros đó là tình yêu thứ ba. Và trong mạch văn này thì Chúa Ngài nói rằng là tình yêu thương là điều quan trọng nhất. Hay nói khác hơn, đó là tình yêu agape của Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất ở trong đời sống của tôi và chúng ta. Tôi và chúng ta trước khi tin nhận Chúa Jesus Christ, chúng ta yêu nhau theo tình yêu nào ạ? Tình yêu có điều kiện hay là tình yêu vô điều kiện ạ? Có điều kiện đúng không ạ? Chúng ta không bao giờ có ý tưởng đó là tôi yêu ai đó một cách vô điều kiện. Cái người đó xấu vậy đó tôi vẫn yêu. Không có. Không có đúng không ạ? Không ai mà yêu nhau vô điều kiện hết á. Luôn luôn có điều kiện, luôn luôn có một cái gì đó mà người ta được lời ở trong mối quan hệ đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa là từ khi Chúa Giêsu là đấng, là Đức Chúa Trời, Ngài chính là đấng đã xuống thế gian này để tìm cứu chúng ta. Ngài yêu chúng ta vô điều kiện, bởi vì con người của chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của chính Ngài. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Chúa Ngài dựng nên con người chúng ta theo ảnh tượng của Ngài. Cho nên Ngài yêu chúng ta, cho dù chúng ta là những tội nhân, chúng ta bị hư mất, chúng ta chống nghịch lại với Chúa, nhưng mà đâu đó bên trong linh hồn của chúng ta vẫn có phản chiếu hình ảnh của chính Chúa bên trong chúng ta. Ngài yêu chúng ta và Ngài đã chết vì cớ tội lỗi chúng ta. Đang khi chúng ta còn là người có tội, đang khi tôi và chúng ta còn là người có tội, thì Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta. Và nhờ tình yêu đó mà tôi và chúng ta có thể yêu nhau trong tình yêu của Chúa, yêu nhau mặc dầu. Quý vị thấy rằng là chúng ta ngày hôm nay yêu thương nhau trong hội thánh của Chúa là theo tình yêu mặc dầu đúng không ạ? Hay là có điều kiện ạ? Tôi không thích nói chuyện với người đó bởi vì cái người đó đến hội thánh không bao giờ nhìn tôi, không bao giờ cười với tôi hết á. Chị nào cười với tôi mới cười lại. Có vậy không quý vị? Cũng có đúng không ạ? Nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho tình yêu của Chúa bắt đầu được gia tăng ở trong đời sống của tôi và chúng ta, để chúng ta yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 cho đến câu 2, lời của Chúa nói rằng là: vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái Đức yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Lời của Chúa khích lệ chúng ta rằng là chúng ta hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta. Chúa yêu chúng ta như thế nào quý vị? Ngài đã chịu chết trên thập tự giá đúng không ạ? Ngài đã đổ máu ra, Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài vì cớ chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy noi theo tấm gương của Chúa Giêsu Christ để yêu thương nhau như vậy. Tôi khích lệ quý vị, những ai chúng ta có gia đình, chúng ta hãy yêu thương vợ, yêu thương chồng của chúng ta như Chúa đã từng yêu chúng ta. Gia đình sẽ là một nơi phước hạnh, là một thiên đàng thu nhỏ khi mà cả hai biết yêu thương lẫn nhau. Khi chúng ta yêu thương nhau, yêu thương con cái của chúng ta thì nơi đó sẽ có niềm vui, sự bình an và tiếng cười. Nơi đó sẽ là một phước hạnh. Điều đáng buồn mà trong những ngày sau rốt này, thế giới chúng ta phải đối diện, đó là có rất là nhiều gia đình
hôn nhân đã bị tan vỡ vì cớ thiếu tình yêu thương. Tôi coi trong những cái clip mà mục sư Tobiasua ông cầu nguyện đuổi quỷ, thì có những con quỷ nó lộ ra và nó nói rằng là tao chính là kẻ gây ra cái sự thiếu yêu thương ở trong gia đình này, và hỏi rằng là mày ở trong người nữ này bao lâu rồi. Nó trả lời rằng là tao ở trong người nữ này từ khi mà người nữ này còn ở trong bụng mẹ đó, là tao đã ở trong đây rồi. Và khi quỷ đuổi ra, bắt đầu người này được trở lại bình thường và có thể yêu thương chồng, yêu thương con của mình. Quý vị ơi, ma quỷ chính là kẻ gây ra sự đổ vỡ trong hôn nhân của chúng ta. Nó khiến cho con người của chúng ta mất đi cái cảm giác yêu thương, cái cảm xúc của tình cảm đúng đắn mà Chúa ngài muốn cho cả hai vợ chồng đều có ở trong đó. Nó gây ra những sự bất hòa vô lý, gây ra những sự cãi vã, gây ra những sự ích kỷ, gây ra những sự ghen ghét, gây ra nhiều cái vấn đề mà chúng ta nếu mà nhìn theo cái cạnh của xác thịt đó, chúng ta nghĩ rằng là nó là do tâm lý hoặc là do cái yếu tố cảm xúc chi phối. Nhưng quý vị ơi, trong Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là đằng sau những cái điều chúng ta thấy đó, đó là một cái thế lực vô hình tối tăm chúng ta không nhìn biết được. Nó chính là kẻ gây ra những sự cướp, giết và hủy diệt ở trong gia đình của chúng ta. Cho nên tôi cầu nguyện khích lệ quý vị, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cầu nguyện cho vợ, cho chồng của chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho những người thân trong gia đình của chúng ta, để hôn nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta được trọn vẹn và bền chặt trong danh Chúa Jesus Christ. Không có sự đổ vỡ ở trong hôn nhân của chúng ta nữa. Bởi vì ma quỷ biết rằng là thời giờ của nó chẳng còn bao lâu, cho nên nó đến và giận hoãn cùng với chúng ta. Khi mà ma quỷ nó giận hoãn thì nó sẽ tấn công vào gia đình, chính là cái chiến trường đầu tiên của con cái Chúa. Bởi vì nó biết rằng là nếu mà gia đình mà đổ vỡ rồi đó thì coi như nó chiến thắng rồi, đúng không ạ? Những người trong đó cho dù đúng hay là sai hay là không có lỗi ở trong cái việc đổ vỡ đó thì họ cũng không vui chút nào khi mà họ phải gánh chịu hậu quả của sự ly dị và đổ vỡ như vậy. Cho nên quý vị ơi, tôi khích lệ quý vị, chúng ta ai đang có gia đình, chúng ta hãy cố nắm giữ gia đình của chúng ta và quỳ gối cầu nguyện đổ nước mắt cho gia đình của chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta hù theo cái sự cám dỗ của ma quỷ rằng là lối thoát của mình đó chính là sự ly dị. Có rất là nhiều người họ ngày hôm nay tin vào trong cái điều này, đó là lối thoát duy nhất cho sự đổ vỡ, đó là ly dị. Quý vị ơi, lời của Chúa không bao giờ khích lệ cho chúng ta ly dị cả, đúng không ạ? Đứng ở trên lời của Chúa, tôi nói điều này, tôi không có ngại, tôi cũng không có thỏa hiệp với thế gian. Dù thế gian cho rằng ly dị là đúng, nhưng mà tôi đứng ở trên lời của Chúa, tôi công bố trong danh Chúa Jesus Christ, ly dị trong mắt của trời không bao giờ có. Matthew đoạn 19, lời của Chúa Giêsu nói rằng là phạm điều gì mà Đức Chúa Trời phó hiệp thì loài người không được phép phân ly. Chúa Giêsu nói thẳng luôn là ban đầu không có chuyện ly dị, nhưng bởi vì có người cứng lòng cho nên Môi-se cho phép ly dị. Bởi vì nếu mà hai người không yêu nhau nữa đó, trong thời đó đó nghe, là họ sẽ tìm cách giết nhau, họ sẽ tìm cách để mà hãm hại lẫn nhau. Bởi vì sao? Họ không yêu nữa, cho nên Môi-se thấy nguy hiểm quá, ông phải cho phép ly dị. Bởi vì nếu không ly dị á, là vợ sẽ giết chồng hoặc là chồng sẽ giết vợ, bởi vì họ có người khác. Cho nên là Môi-se phải cho phép ly dị như vậy. Nhưng mà trong tấm lòng của Chúa, ngài không bao giờ cho phép hay là mong muốn điều đó xảy ra cả. Cho nên tôi khích lệ quý vị hãy trở lại với tấm lòng của Chúa. Ngài đã tác hiệp chúng ta, ngài đặt để chúng ta trong hôn nhân này thì chúng ta cần phải giữ gìn hôn nhân này bằng mọi giá. Bằng mọi giá nha quý vị nha. Hãy cố sức để chúng ta giữ hôn nhân của chúng ta. Tôi luôn cầu nguyện cho gia đình của tôi, cầu nguyện cho các con trai con gái của tôi để gia đình của chúng tôi luôn bình an. Và không cho phép một cái men của tội lỗi nào nó đi vào, bởi vì Chúa nói rằng là ở trong sách Hebrew đoạn 13. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân và trốn quê phòng chớ có sự ô uế. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài sẽ đáng phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Xin Chúa ngài cho tôi và chúng ta có hôn nhân hạnh phúc và trong sạch trong ơn của Chúa. Bởi vì có cái sự ngoại tình, bởi vì có cái sự dâm dục tà dâm gì đó, cho nên là có sự đáng phạt xảy ra. Xin Chúa ngài cho tôi và chúng ta luôn giữ mình trước những sự ô uế của thế gian. Ngày hôm nay do là thế gian chúng ta tiếp cận với internet rất là dễ dàng, cho nên là có nhiều cái sự cám dỗ trong đời sống tình cảm của đôi lứa đó quý vị. Cách đây 30 năm về trước á, chúng ta rất là khó để kết bạn, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì rất là dễ kết bạn qua Facebook. Chỉ cần thấy chúng ta lướt, chúng ta thấy ai đó xinh đẹp cái là bắt đầu mình vô chat nhắn tin, hai em ở đâu, làm cái gì, nhóm hội thánh nào, rất là dễ. Và trong khi mà trong cái sự dễ dàng như vậy á, nếu chúng ta không thình mình thì chúng ta cũng dễ bị cám dỗ nữa. Cho nên tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy giữ mình để chúng ta
được phước ở trong hôn nhân của chúng ta trong những ngày sau rốt này. Và điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ ở đây trong tình yêu thương của Chúa, đó là chúng ta hãy đặt Chúa là số 1 ở trong tình cảm, ở trong gia đình của chúng ta. Đừng đặt con người hơn Chúa, quý vị ơi. Tôi thấy có nhiều bạn trẻ ngày hôm nay họ yêu bán sống bán chết, tức là bỏ Chúa qua bên. Anh ấy là tất cả của con, cô ấy là tất cả của con, mất người đó con sẽ chết. Quý vị ơi, tôi nói điều này trong tình yêu thương của Chúa, đó là chúng ta hãy ăn năn để đặt Chúa làm đầu trong đời sống tình cảm của chúng ta. Đừng bao giờ coi ai đó hơn Chúa. Vâng, chúng ta có thể yêu bằng tất cả trái tim của chúng ta, chúng ta hãy yêu hết lòng, nhưng mà quý vị ơi, hãy chừa cho Chúa có một chỗ trong đời sống của chúng ta. Và đừng bao giờ mở miệng ra nói rằng là mất anh ấy tôi sẽ chết. Mới hôm qua tôi có nhận được tin nhắn của một em gái này, cũng đã tin Chúa, cũng được vài năm mới tin Chúa thôi. Ba em là một vị sư trụ trì ở tại một cái chùa lớn ở tại Hóc Môn, và em lén gia đình em tin Chúa. Và trong khi tin Chúa như vậy mới có hơn một năm thôi thì em đã quen với một cái anh này. Quen nhau 2 tháng thì biết rằng là anh này ảnh chơi ma túy đá. Và em gái này rất là bị sốc, bởi vì cái người mình thương lại là chơi ma túy đá. Và em cứ tin rằng là bởi lời của Chúa, bởi ân điển của Chúa mà anh này sẽ được thay đổi. Nhưng mà cho đến gần đây thì em lại phát hiện rằng là người này đã có vợ. Và người này trước đây cũng không tin Chúa luôn. Nhắn tin cho tôi nói: "Mục sư ơi, bây giờ em chỉ muốn chết về với Chúa sớm thôi, chứ bây giờ em cảm thấy thất vọng quá mục sư. Xin mục sư cầu nguyện cầu thay cho em với." Tôi nói với em rằng là: "Em ơi, điều gì Chúa cũng có thể thay đổi được, Chúa cũng có thể tha thứ được. Nhưng mà em hãy nhớ rằng là đừng bao giờ bỏ cuộc quá sớm, và đừng bao giờ suy nghĩ rằng là cái chết là giải thoát cho mình. Hãy ăn năn cái điều đó đi, bởi vì còn sống là còn có cơ hội, còn sống là còn có cơ hội để chúng ta được thay đổi và được Chúa sử dụng." Thế là em đó amen và cảm ơn Chúa. Quý vị ơi, hãy khôn ngoan để chúng ta chọn người của Chúa trong đời sống của chúng ta. Tôi nói điều này để cho các bạn trẻ chúng ta được khích lệ ở trong tình cảm của mình. Điều đầu tiên quan trọng nhất trong đời sống tình cảm của chúng ta, đó là chúng ta đặt Chúa làm số 1 trong đời sống của chúng ta. Khi Chúa là số 1 thì chúng ta sẽ chọn người bạn trai, người bạn gái của chúng ta là những người thuộc về Chúa, là những người yêu mến Chúa, là những người kính sợ Chúa, làm chồng hoặc là làm vợ đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ được phước và được vững chắc ở trong tình cảm của chúng ta. Đừng vội vàng chọn những người chưa tin Chúa để yêu họ và cố gắng lôi họ đến với Chúa. Quý vị ơi, không bao giờ chúng ta thành công theo cách đó đâu quý vị. Nếu thành công thì chỉ là 1% thôi quý vị ơi, tức là trong 100 trường hợp chỉ có 1 trường hợp thành công thôi. Còn đa phần những trường hợp mà chúng ta yêu họ trước khi họ tin Chúa đó, thì họ thường hay kéo chúng ta lắm, chứ chúng ta không bao giờ kéo họ nổi. Tôi nói thật, ở trong tình yêu của Chúa, không phải là làm cho ai đó xấu hổ, nhưng mà tôi khích lệ quý vị là những người phụ huynh chúng ta có con em ở trong độ tuổi cập kê đó, chúng ta khích lệ con em của chúng ta hãy tìm kiếm những người nam, người nữ tin kính Chúa trong hội thánh của Chúa, để cho chiên lấy chiên và sinh ra chiên, chứ đừng để cho chiên lấy dê rồi sinh ra dê chiên à. Nó đầu thì đầu dê mà là đích là đích chiên, đúng không? À, tội nghiệp lắm. À, xin Chúa ngài thương xót và ngài cho các bạn trẻ trong hội thánh của chúng ta có sự khôn ngoan để đưa ra quyết định đúng đắn, để chọn người bạn đời đúng đắn của chính mình. Xin Chúa ban phước cho quý vị trong tình cảm được đầy ơn của Chúa, và hãy nhớ rằng là yêu hết mình nhưng mà đừng bao giờ quên Chúa của chúng ta. Amen. Hallelujah. Và tôi cầu nguyện xin Chúa ngài khai phóng linh của sự yêu thương của ngài trong hội thánh của Chúa, để những ai chúng ta đang mệt mỏi, đang buồn phiền, đang tổn thương hoặc đang cay đắng ai đó, thì nhờ tình yêu của Chúa chúng ta cũng sẽ tha thứ cho nhau và sẽ bỏ qua những lỗi lầm, những tội lỗi của nhau. Bởi vì tình yêu của Chúa chính là một chất xúc tác quan trọng để đem đến sự chữa lành cho tâm linh và thân thể của chúng ta. Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó có Đức Chúa Trời. Nơi nào có Đức Chúa Trời, nơi đó có sự chữa lành. Nơi nào có sự chữa lành, nơi đó sẽ có sự bình an của Chúa. Amen. Xin Chúa ngài chữa lành cho tấm lòng của tôi và chúng ta, để nhờ ơn của Chúa chúng ta sẽ tha thứ được cho những lỗi lầm, những sai phạm của nhau. Và Chúa nói rằng là khi chúng ta hết lòng tha lỗi cho anh em mình thì Cha trên trời cũng sẽ tha lỗi cho chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời ngài ban phước cho quý vị, để trong những ngày đại dịch này chúng ta tìm thấy được đức tin, chúng ta tìm thấy được sự hy vọng thật ở trong ơn của Chúa, và đặc biệt đó là chúng ta được kinh nghiệm tình yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp ở trong lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh của Chúa. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được một mùa Giáng sinh đầy yêu thương và vui mừng của Chúa thật sự.
đến ở trên đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đặt đầy Chúa là trung tâm, là số 1 trong đời sống của tôi và chúng ta. Amen. Giờ xin trân trọng kính mời quý vị cùng nhìn lên và chúng ta sẽ cầu nguyện theo lời của Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý vị qua lời của Chúa buổi sáng nay, chúng ta được thêm lên trong sự hy vọng, Chúa thêm lên trong đức tin, Chúa thêm lên trong tình yêu thương của Chúa. Và điều quan trọng nhất trong đời sống của mỗi chúng con, Chúa ơi, đó chính là chúng con có tình yêu thương của Ngài. Tình yêu của Chúa không bao giờ qua đi. Tình yêu của Chúa là tình yêu vững bền. Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi theo thời gian, Chúa ơi. Tình yêu của Chúa khiến chúng con được trỗi dậy, chúng con được bước đi, chúng con được đắc thắng trên tất cả những nan đề của chúng con, được vượt qua những hoàn cảnh khốn khổ, vượt qua những sự bế tắc, vượt qua được những sự ngã lòng, vượt qua được những sự thối lui, để chúng con có thể chạm đến đích đến cuối cùng mà Chúa kêu gọi chúng con, đó là trong thiên đàng vinh hiển. Cảm ơn Chúa Giêsu, nguyện Ngài được vinh hiển qua đời sống của mọi chúng con. Nguyện Ngài đầy dẫy đức tin, đầy dẫy sự sống cậy, đầy dẫy tình yêu của Ngài trong chúng con giờ phút này, Chúa ơi. Để chúng con trở nên những con người giống như Chúa ở trong suy nghĩ, ở trong lời nói, trong việc làm của chúng con. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.